Rồi, Thế Giới Cây Nho xin chào cô chú và các anh chị nha. Đó, thì hôm nay năm mới rồi. Đó, thì hôm nay mới làm video quay lại cho mọi người xem. Đó, thì có một số công việc bận đó mọi người. Đó, thì đầu năm rất là bận nên không làm được nhiều clip. Đó, thì hôm nay quay cho mọi người xem cái vườn nho mà em trồng 5-6 loại giống trên 100 một vàng đó mọi người. Thì hôm nay nó đợt trước cắt cành á, em không có quay cho mọi người xem được. Em cắt hôm 28 Tết á mọi người, 28 âm á. Thì em không có quay cho mọi người xem, thì lúc đó tiệc đồ vườn tất niên đồ mọi người, thì không có quay cho mọi người xem được đó. Thì hôm nay rảnh rỗi là quay cho mọi người xem nè. Thì khi mà cắt cành thì cây ra hoa rất là ok luôn mọi người. Trước mặt là cái anh chị ha, trước mặt cái anh chị nè, đây là cái bông của nho ngố cây đen mọi người. Đó, quả trên mọi màn hình đó nha mọi người, bông của thằng này thì về bữa trái nó to lên thì hình thành trái, thì em sẽ quay cho mọi người thấy rõ. Thì ngồi ra ngón tay đen thì trong đó sẽ có cây nho kẹo nha mọi người. Đây, nho kẹo đây mọi người. Đó, nho kẹo nè mọi người, thấy mọi người thấy ho của nó chưa? Đó, thì em hay sử dụng từ ngữ là bông nè, ho nè. Đó, tại vì mỗi vùng mỗi khác nhau mọi người. Em thì ở đây hay gọi là bông, bông nho, bông nho. Người nông dân ở đây người ta cũng hay gọi là bông nho. Đó. Thì còn đây, thì như giống này là giống nho kẹo nha mọi người. Đây, nho kẹo nè mọi người. Mọi người thấy bông đó chưa? Rất là to luôn. Đó, quả nó trên màn hình đó. Đây là hai giống rồi nha mọi người. Đây, tiếp theo, giống thứ ba đó là giống Kyoho. Giống đây là giống của Nhật. Trái ăn rất là thơm, có mùi vị chanh dây. Cái ho của nó đây mọi người. Đó, mọi người xem nè. Kinh khủng không? Đó. Thì em canh cái buổi sáng sớm em quay mọi người xem nó mặt trời nè, thấy không? Đó, mọi người, bông bông của nó này rất là to luôn mọi người. Bông nó rất là kinh khủng khiếp. Đó. À, toàn bộ là bông của nó rất là to. Đây. Đó mọi người xem. Rất là thích luôn mọi người. Đó, thì có nhiều anh chị đợt trước Tết á tới tham quan thì rất là xui, có một cái là em vừa mới cắt cành thì nó chẳng có một cái lá nào trên cành hết. Trên cành thì không có cái lá nào hết. Đó. Rồi nó các anh chị mà có muốn tới vườn tham quan chơi á, em thì không có mở du lịch thu tiền thu vé nha mọi người. Đó, nếu mọi người có rảnh đi qua Phan Rang Ninh Thuận của em thì ghé em chơi thôi. Thích mua cây giống thì mua. Đó, thì thích xem hoa quả thì cây nho thì xem. Chứ còn em không bán trái, kinh doanh du lịch. Em thì bán cây giống thôi. Đó. Đây là giống thứ ba này nha mọi người. Đó. Bông ở đây, lá đây. Em toàn là trồng những cái giống mà nó dễ trồng và thấy nó trái nó ăn ngon đó mọi người. Chứ còn không có kiểu mà những cái giống cao sang, quyền quý. Đó. Như thế là mọi người nhiều khi mọi người về trồng á, mọi người về trồng là không có ra trái được, nó mắc công tốn công lắm. Trong khi đó cái tư tưởng trong đầu mình là nho nho đẹp, nho đẹp, nho này đó. Đối với mình trồng thì mình nên trồng những cái giống dễ trồng trước đó. Đó, cái chỗ chiếc xe màu đỏ đỏ đó mọi người. Đó, thì đây là một cái bãi sân rất là rộng luôn, bãi đất trống rộng. Thì mọi người có ghế vườn thì cứ ra đây rồi đậu đậu đây rất là ok luôn, không có sợ là xe ô tô quay đầu được không, kẹt đường đâu không có đâu mọi người. Đó, và vườn này cây giống đồ là tại chỗ hết, rất là đẹp luôn mọi người. Đó, mọi người xem, đây là giống thứ ba rồi nha mọi người. Đó, và đây là cái giống thứ tư, đây là giống nho xanh. Xanh đây là xanh quả tròn chứ không phải là xanh quả dài của Ninh Thuận. Đó, xanh quả tròn này, trái như trên màn hình đó mọi người. Đó, đây là xanh quả tròn. Đó, thì bông của nó đây mọi người cũng là khá, cũng ok đó mọi người. Đó, mọi người xem đây. Đó, thì thấy bông nó cũng khá là đẹp mọi người. À, đó mọi người xem nè. Đó, bông ở đó. Bông nó khá ổn đó mọi người. Đó, cho mọi người xem, đây là giống thứ tư rồi nha mọi người.
giống thứ tư này, còn bên kia là giống thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nữa, thì em sẽ chạy qua, tại vì mới tưới nước cho cây á, nên nó hơi bị ẩm mọi người, khó đi lắm. Và đây đây mọi người xem, đây đây là cái giống thứ năm đó, đây là cái giống thứ năm. Giống này là nho ngón tay xanh à, bọc nó đây mọi người, rất là ok nha mọi người, đây nữa nha mọi người đó, bông rất là ok luôn đó. Giống thứ năm rồi nha mọi người. Và rồi đây là giống thứ sáu nha mọi người, đây bông nó đây mọi người đó. Mỗi cái giống nho là nó sẽ có một cái bông khác nhau nha mọi người đó. Mọi người xem lá nè đó, em quay cho mọi người, cứ mỗi lá mỗi giống là sẽ có hình thái lá khác nhau và cái bông nó sẽ khác nhau à, mọi người đó, mọi người xem đó, bông ở đây đó. Giống thứ sáu, giống đây là giống được gọi là giống Mỹ, đỏ Mỹ không hạt đó mọi người, Mỹ không hạt, loại này thì nó không hạt đâu mọi người đó, hoa nó đây rất là ok luôn. Đó, và đây đây là giống tiếp theo nha mọi người, đây đây là giống mẫu đơn đó, mẫu đơn thì cái hoa của nó đây à, hoa cũng khá ổn đó mọi người. Mẫu đơn này thì hoa nó hơi bé, nhưng mà về bữa khi mà nó hình thành to lên nữa thì nó sẽ rất là to nha mọi người đó, mọi người xem nha. Đó thì cái cây này nè, cái cây này là em thấy nó cái hoa nó khá là to, nên quay cho mọi người xem nha cho nó rõ nè. Đó mọi người xem đây, đó đây là bông nho của mẫu đơn nha mọi người đó, mẫu đơn là cái bông nó như thế này nha mọi người đó, đó đây đó bông nó đó, cạnh này thì được chắc cũng được 7-8 bông mọi người đó, cành này nè được 7-8 bông nha mọi người đó. Rồi nãy giờ là em quay em cũng chả nhớ nó, bây giờ nó cũng được là 7-8 giống rồi đó, thì còn một số giống nó chưa có bật mầm ha, cái mầm em cắt cành ra nó chưa có bật, nó không bật ra như thế này nên chưa có quay cho mọi người xem được đó, mọi người xem nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo nha. Đó, rồi hôm nay em bắt đầu quay video lại và đăng cho mọi người xem về cây nho nha. Mọi người có nhu cầu gì về cây nho hãy liên hệ em 056 8583 707 đó nha mọi người. Rồi chúc mọi người xem video vui vẻ.